Xin kính chào quý bạn và quý vị. Trước màn hình nhà mình là đôi loa JBL L40 giá là 13 năm, ghép với âm Lilut Men 505X giá là 7 triệu rưỡi. Mình sẽ giới thiệu một tí ha. Đôi loa JBL L40 bát chỉ 25 thôi, nhưng mà thùng loa nó cao lên tới 58 phân và chiều ngang là 38. Đây, cái bát đẹp ha, siêu đẹp luôn. Đường kính là 25 phân, màng giấy. Trên này chúng ta có cái chép đôm và cái nút chỉnh tiếng chép để mình chỉnh về đâu mà mình thích thì mình đặt ở cái vị trí đó. Thùng loa này, đó, bát 25 mà thùng rất là to ha. Rất là to, hoàn thiện rất là đẹp. Chắc chắn lắm, JBL làm rất là tốt, rất là chắc chắn. Đây, tấm lưới vải của nó này rất là đẹp luôn. Ở đoạn trên họ vuốt vuốt nhẹ nhẹ để cho nó ôm vào cái thùng loa cho nó đẹp á. Đó. Dưới này cũng được vuốt để ôm vào cái cạnh để cho nó đẹp hơn. Rất là ok ha, thẩm mỹ rất là tốt. Chiếc loa còn lại, các cái tuyến loa là cực kỳ đẹp. Anh em có thể quan sát cận cảnh ha. Quá sạch sẽ, quá ok luôn. Hiện tại thì mình đang ghép vào âm ly Lutman 505X này thì giá con này mềm, cùng mặt nhôm phay vỏ gỗ sang trọng. Chỉ có 7,5 triệu cho con âm ly này thôi. Đó. Thì âm ly là 7,5, loa là 13 năm ở đâu đó mới vào khoảng 21 thôi. Nhưng mà chất âm rất là tốt, mời anh em thưởng thức. Thank you.
còn mưa thêm cho dài ngày tháng không tên. Chiều mưa không có em, đường phố quê chưa lên đèn. Chiều mưa không có em, biết lấy ai kia hơn tôi. Trời mùa thu lắm mây, còn bước em đi quên về. Vòng tay ôm lẻ loi, cho mình còn mãi. Ok anh em ha, thì đó là những cái gì trong clip này mình muốn giới thiệu tới anh em. Anh em có nhu cầu đừng quên liên hệ với mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại.